Đây, bây giờ trao đổi lại một tí này. Tạo file này. Ctrl A nhé. Function F8 nhé. 258412. Ok, xong. Bây giờ chúng ta sẽ chọn này, chọn từ bên này, chọn rộng nhé, trước cái vây cá nhé, lấy Magic Wand trừ đi nhé, kéo thả sang. Ok, vậy là copy được con cá. Yếu tố thứ hai chúng ta cần là cái đĩa. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng công cụ Ellipse, vẽ đại ra một vùng tròn, đừng nhả chuột ra, nhấn phím cách, đẩy lên trên đỉnh này, đẩy sang bên lề này, sau đó thì nhả phím cách ra và chúng ta lấy tiếp cho tới khi lấy được cái đĩa. Nếu chưa khớp, các bạn có thể nhấn phím cách đẩy lên đẩy xuống một chút, điều chỉnh làm sao cho nó khớp vào với lại cái hình mà chúng ta cần, sau đó thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ cái đĩa này đưa sang. Yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần là đọt măng cộng với lại mấy cái rau củ quả. Nhưng mà trước hết thì chúng ta muốn sắp xếp nó theo tổng thể một chút. Thế thì bây giờ tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ kiểm tra lại về cái kích thước của cái phần nền này đã. Thì chúng ta mới biết là nên sắp nó vào đâu. Thế thì để kiểm tra thì chúng ta sẽ vào công cụ Rectangle và chúng ta sẽ vẽ ra một cái vùng tròn bằng cái phần khung chữ nhật này. Sau khi mà chúng ta vẽ xong thì cũng làm tương tự như là cái cách để chúng ta đo cái kích thước của cái bài mẫu. Các bạn có thể là để cái vùng tròn này tồn tại. Sau đấy thì chúng ta sẽ nhấn F8 hoặc function F8, gọi cái bảng thoại này ra và chúng ta đo xem là nó bao nhiêu. Thì ở đây là cái này nó cao, nó rộng là 231 và cao là 193. Các bạn có thể tạo ra một vùng tròn có kích thước như thế, hoặc là các bạn kéo thả trực tiếp cái vùng tròn từ bên cửa sổ bên trái sang cửa sổ bên phải. Đấy. Kéo thì là đơn giản rồi. Bây giờ chúng ta tạo ra vùng tròn giống như thế đi, để chúng ta nhắc lại về cái kỹ năng tạo một vùng tròn theo kích thước. Đúng không? 231 193. Ok, đây bây giờ tôi sẽ làm như sau. Chọn fix size đúng không? 231 và 193. Click vào đây. Đó. Thế là chúng ta sẽ tạo ra được một cái vùng tròn có kích thước giống như là cái bài mẫu. Đến đây thì chúng ta sẽ tạo ra một cái layer mới để chúng ta tô vẽ theo cái này. Theo bài mẫu này thì các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái phần trông giống như màu vàng như thế này, nhưng mà nó lại không phải một màu thuần. Đây là cách tô mẫu pattern. Đấy. Thế thì pattern là cái gì thì tôi cũng sẽ nói luôn. Hôm trước chúng ta đã trao đổi về phép tô, thì chúng ta vào trong menu edit. Trong menu edit thì chúng ta có lệnh fill, và chúng ta cũng đã làm thử một vài cái phép tô, ví dụ như là tô màu trắng đó, hoặc là chúng ta chọn color để chúng ta tô màu tùy chọn. Tuy nhiên cái pattern này thì là nó là cái nằm giữa này. Đấy, pattern. Thế nói về pattern thì chúng ta sẽ có cái mẫu tô là gì đấy. Các bạn cứ tưởng tượng ra mẫu tô pattern nó giống như là lát gạch, tức là chúng ta sẽ có một cái ô hình chữ nhật, có thể to có thể nhỏ. Mỗi một ô đó nó sẽ chứa những cái điểm ảnh, nó sẽ chứa những hình ảnh hoặc họa tiết nào đó. Và khi chúng ta áp dụng lệnh tô pattern thì nó lấy cái mẫu đó, nó xếp đi xếp lại như các viên gạch cho tới khi nào mà kín cái vùng tròn hoặc là cái layer mà chúng ta yêu cầu. Thế còn cái mẫu tô thì nó được cung cấp ở đây. Các bạn sẽ thấy là một số các mẫu tô hiện diện ở trong ô này. Nếu mà các bạn muốn tải một cái mẫu tô khác
thì các bạn có thể bấm vào cái hình bánh xe ở đây, và từ đây cho xuống đến đây là các cái thư viện mẫu pattern khác. Các bạn bấm vào một cái nó sẽ hỏi các bạn mấy câu như thế này: thay thế toàn bộ các cái mẫu tô hiện tại bằng mẫu tô mới, hoặc là thôi không thay gì cả, hoặc là vẫn giữ nguyên tất cả những cái mẫu hiện tại, đồng thời là đưa các mẫu mới vào. Tôi nhập OK và tôi xác nhận là thay thế bằng mẫu mới. Đấy, thì nó sẽ đưa các cái mẫu mới vào. Đó. Ví dụ đây, kéo là paper. Thế còn một cách khác là chúng ta có thể tự tạo ra mẫu của mình. Tự tạo ra mẫu của mình thì cách làm rất là đơn giản như sau. Các bạn chỉ cần có một vùng chọn, yêu cầu duy nhất là có hình chữ nhật, thế thôi, còn to hay nhỏ không quan trọng. Và sau đó thì chúng ta sẽ tự tạo ra mẫu tô bằng cách như thế này. Các bạn quan sát cách làm nhé. Vẽ ra một vùng chọn có hình chữ nhật, sau đó thì các bạn sẽ vào trong menu edit. Trong này các bạn tìm tới lệnh define pattern. Sau khi các bạn nhấn lệnh này thì có một hộp thoại mở ra cho phép các bạn đặt tên cho mẫu pattern này. Nếu mà các bạn không đặt tên, nó sẽ lần lượt diễn ra tên là pattern 1, pattern 2 theo cái thứ tự mẫu pattern mà các bạn tạo ra. Sau khi mà chúng ta nhấp OK thì cái mẫu mà các bạn vừa mới làm sẽ được đưa vào cái thư viện hiện tại đang mở và nó sẽ nằm ở cuối cùng trong danh sách. Bây giờ tôi nhấp OK nhé, thì mẫu đã được tạo ra. Bây giờ quay trở lại cái cửa sổ đang làm, tôi sẽ chọn lệnh edit fill và chọn kiểu gì đây ạ, pattern, sổ danh sách này ra, kéo xuống dưới cùng. Đây chính là cái mẫu mà tôi vừa mới tạo ra, bao giờ nó cũng nằm cuối cùng ở trong danh sách hiện đang được dùng. Bấm vào đây, nhấp OK, các bạn sẽ thấy là mẫu pattern này được tô vào giống như chúng ta lát gạch đấy. Cứ hết một ô này sẽ đến ô kia, hết một hàng sẽ đến hàng thứ hai, cho tới khi nào nó lát kín cái diện tích mà chúng ta yêu cầu thì thôi. Đến đây tôi bắt đầu thay đổi về mặt tầng thứ của các layer để đưa các đối tượng này lên xuống cao thấp khác nhau theo yêu cầu của bài mẫu. Ở đây thì cái nền vàng này nằm ở dưới, cái đĩa nằm thứ hai, con cá nằm thứ ba. Đó, bây giờ trước hết là tôi sắp xếp một chút. Đối với cái đĩa thì chúng ta sẽ chuột phải vào đây, chọn là layer 2 là diện tích của cái đĩa đó. Sau đó thì tôi sẽ kéo nó, đặt nó vào cái vị trí như tương tự bài mẫu. Sau đó thì tôi làm sao để giữ được cái phần của cái đĩa này thì các bạn quan sát như sau. Tạm thời tắt con cá đi cho đỡ rối mắt nhé. Các bạn sẽ thấy là layer vừa được tô mẫu pattern nằm dưới. Bây giờ nếu như tôi giữ phím Ctrl mà tôi click vào cái thumbnail này thì sao? Thì nó sẽ tải ra vùng chọn của cái gì đấy, của cái layer chứa mẫu pattern chúng ta vừa tô, đúng không? Nhưng cái mà chúng ta cần là cái đĩa cơ. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ tôi sẽ vào Select, vào Invert, đảo ngược. Lúc chúng ta chọn thì nó sẽ tải vùng bên trong cái chỗ tô này. Nhưng nếu mà tôi invert đảo ngược lại thì nó sẽ bỏ qua cái phần này và nó chọn phần bên ngoài. Lúc này tôi sẽ nhấn phím Delete trên bàn phím thì nó sẽ xóa phần bên ngoài, nó chừa lại cái phần bên trong. Do đó thì tôi sẽ lấy được cái phần cái đĩa ở bên trong. Đến đây chúng ta bắt đầu xử lý tiếp đến con cá. Bật cái layer con cá lên. Lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng lại cái lệnh là Edit Transform. Chúng ta chọn lệnh gì đây ạ? Quay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Và chúng ta sẽ dựng đứng con cá lên như bài mẫu. Chuột phải vào, chọn layer 1 là layer cá. Và chúng ta sẽ sắp xếp nó vào cái bài mẫu giống như là hình bên phía bên trái. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ làm tiếp. Ở đây thì các bạn nhìn thấy nó có một cái viền màu đen. Đó. Chúng ta có thể làm hai cách.
Một là chúng ta sẽ tô một cái layer khác bên dưới, bên trên đi, bên trên của cái này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chọn lớp cái đĩa này. Đó, tạo một layer mới. Vì sao lại chọn lớp cái đĩa? Tại vì là tôi muốn tạo ra một layer mới. Mà layer mới khi được tạo thì nó sẽ bao giờ nó cũng nằm trên cái layer mà hiện được chọn. Đấy. Cái viền đen này thì nó nằm lên trên cái lớp tô pattern vàng, nằm lên trên cái lớp tô cái đĩa nhưng nằm dưới con cá. Do đó thì chúng ta sẽ tạo cái layer mới để thao tác ở đây. Đến đây thì tôi lại giữ phím Ctrl và tôi lại click một cái vào đây. Thì tôi lại tạo ra cái vùng chọn cho cái diện tích của cái phần màu vàng này. Đến đây thì chúng ta sẽ làm quen thêm một lệnh nữa, đó là lệnh tô stroke. Bình thường là chúng ta sẽ tô vào trong diện tích của vùng chọn, nhưng bây giờ tôi muốn là tô viền xung quanh cái vùng chọn thôi chứ không phải là tô kín cái diện tích vùng chọn nữa. Thì lúc này chúng ta sẽ làm quen thêm một cái lệnh tô rất là đơn giản, đó là vào edit và stroke. Ở phần stroke này, khi tôi mở hộp thoại ra, nó sẽ cung cấp cho tôi mấy vấn đề như sau. Một là độ dày của cái đường viền mà chúng ta muốn tô. Các bạn cần tô rộng bao nhiêu thì các bạn điền một con số vào đây, 2, 3, 4 gì đó, tùy chúng ta đúng không? Sau đó, color thì các bạn bấm vào đây và các bạn chọn cho tôi một màu. Nếu các bạn không thích chọn ở đây, các bạn cũng có thể đưa trỏ chuột ra phía ngoài. Các bạn kích vào cái bài mẫu để các bạn lấy cái màu tại cái khu vực bài mẫu. Sau đó nhấp OK để xác nhận cái màu. Đây là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Location thì nó cung cấp cho chúng ta 3 lựa chọn. Một là inside, 2 là center và 3 là outside. Inside là như thế nào? Inside có nghĩa là từ cái map của cái vùng chọn đang có, chúng ta sẽ tô lật vào phía bên trong thì gọi là inside. Đó. Center thì nó sẽ lại tô theo kiểu là một nửa nằm bên trong vùng chọn và một nửa nằm bên ngoài, độ dày nằm bên ngoài. Thế còn outside thì nó sẽ tô lật ra phía ngoài. Thế trong trường hợp này tôi chọn outside, nhấp OK và tôi sẽ tô ra phía ngoài. Như thế là tôi làm thêm được một vấn đề nữa là cái đường viền màu đen. Đến đây tôi sẽ phải lấy tiếp cả cái yếu tố còn lại, các cái đọt măng tây, rồi củ cải đỏ, rồi quả cà chua. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt lấy như sau. Đối với cái đọt măng tây thì cái công cụ thích hợp nhất để chúng ta lấy nó là cái công cụ polygon, tại vì nó tương đối là thẳng. Thì muốn lấy bao nhiêu thì chúng ta chỉ việc là chọn gì theo cái hình của nó thôi. Sau khi lấy được rồi, chúng ta kéo thả nó sang bên này. Sau đó thì quan sát xem bài mẫu xem nó dài ngắn như thế nào, sắp vào vị trí nào thì chúng ta sẽ đưa nó về vị trí cũng tương tự như thế. Ở đây thì chúng ta thấy là nó cũng không kín hẳn mà nó bị cắt ngắn bớt đi một chút. Thì chúng ta sẽ thao tác chúng ta cắt ngắn bớt nó đi. Tốt nhất là chúng ta đưa hẳn nó ra ngoài, cắt hẳn cái đoạn kia đi. Ví dụ cái này đi. Sau đó thì chúng ta nhân bản tiếp. Nhân bản thì các bạn biết rồi. Các bạn có thể là nhân bản bằng phím Ctrl G, bằng các lệnh khác. Đây bây giờ chúng ta nói luôn có bao nhiêu cách nhân bản. Thực ra có rất nhiều cách nhân bản một layer. Một là các bạn chọn cái layer này, các bạn kéo thả thẳng trực tiếp vào cái biểu tượng trang giấy trắng ở dưới này, thì nó sẽ tạo ra một cái bản copy. Và bản copy này nằm đè ngay lên đúng vị trí như thế. Nếu không kéo ra thì chúng ta sẽ không nhìn thấy là cái bản gốc nó nằm bên dưới. Đấy là một cách. Cách thứ hai là chuột phải vào trong cái layer đó và chọn duplicate layer. Nó sẽ mở ra một hộp thoại yêu cầu chúng ta đặt tên. Nếu không thì nó sẽ đặt tên đúng như layer đó nhưng thêm cái chữ copy vào. Thì nó cũng sẽ nằm đúng vị trí đè lên trên. Đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba là các bạn
sử dụng lệnh layer view copy hay là các bạn nhấn phím Ctrl G, cái này thì chúng ta đã nói rồi đúng không, thì nó cũng sẽ nằm đúng vị trí như thế mà nhân bản lên phía trên thành layer mới. Thế còn trong trường hợp này thì chúng ta thấy là nhân bản nhưng nó lại nằm ở vị trí khác thì chúng ta sẽ nhấn an đúng không, và kéo cổ nó sang vị trí mới, nhả chuột ra ở đâu thì nó sẽ tạo ra bản sao của nó. Thế thì với cái thao tác mà copy thì chúng ta copy rất là nhanh như thế thôi, nhưng mà để ý một chút thì chúng ta lại thấy rằng là những cái phần ở bên dưới này có vẻ như nó cũng không đặc hoàn toàn, nó trong một chút, bởi vì chúng ta nhìn thấy cái viền đen xuất hiện ở trong các cái đòn măng phía dưới, do đó thì chúng ta thấy rằng là cái độ trong đục của hai cái đòn măng ở phía dưới này thì nó không giống như là cái trên. Vậy thì chúng ta có thể thực hiện tạo độ trong bằng các cái phương pháp khác nhau mà hôm trước chúng ta đã nói rồi, và nhanh nhất có lẽ là chúng ta sẽ bấm bàn phím số thôi đúng không? Ví dụ tôi bấm 7, tôi bấm 5, ví dụ thế. Vậy là tôi sẽ có một cái là 70%, một cái là 50% ở hai cái phía dưới này. Tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải có cái quả cà chua cộng với lại cái cây củ cải đỏ. Thì tôi lại quay trở về với bài mẫu và tôi sẽ lấy những cái yếu tố đó. Đầu tiên là cây củ cải đỏ, tôi sử dụng công cụ Elliptic. Vẽ ra các vùng chọn, giữ shift bao lấy tất cả những cái đối tượng mà chúng ta cần. Sau đó thì chúng ta cũng lại lấy Magic Wand, chúng ta trừ cái phần đen đi. Tuy nhiên là để ý một chút là chúng ta có những cái điểm đen nó xen lẫn ở bên phía trong này. Do đó muốn mà trừ hết tất cả các điểm đen này trong một lần thì chúng ta sẽ bỏ cái contiguous này đi để nó cho phép là chọn mà không bị giới hạn bởi những cái vùng mà khác màu. Nhấn A, kích một cái, nó sẽ len lỏi vào và nó trừ hết tất cả phần đen này đi. Do đó thì chúng ta có thể là kéo một lần là chúng ta lấy được hết luôn cả cái này sang. Bây giờ quay trở lại xem về hình mẫu, chúng ta nhấn Ctrl T và chúng ta giữ Shift thu nó lại, đặt nó vào vị trí như cái bài mẫu mà chúng ta cần. Sau khi mà chúng ta đặt vào vị trí rồi, ok, enter, xác nhận cái thao tác co duỗi transform này. Sau đó thì quay trở lại lấy tiếp những cái đối tượng như là cái quả cà chua. Ở đây thì chúng ta cần hai quả thôi. Thì chúng ta cũng có thể là lấy theo cái cách loại trừ như vừa rồi. Đó, lấy này, Magic Wand này, trừ bớt đi. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn thấy là còn một số màu mà nó còn đang bị mất thì các bạn có thể giữ shift, các bạn chọn thêm. Nhưng ở đây thì màu nó tương đối là giống nhau quá. Đấy, thì các bạn có thể là thêm vào bằng cách là vẽ ra đó, shift này. Ví dụ đấy, chúng ta lấy thêm một số phần vào đây, nhấn an, trừ bớt đi một tí để lấy vào phần trong này. Đây, bây giờ sau khi mà chúng ta lấy được cái phần mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ lôi cổ nó sang bên này và chúng ta sẽ có thêm cái quả cà chua, một quả thôi là được rồi, tại vì là hai quả này tương đối giống nhau, chúng ta chỉ cần là lấy một quả, sau đó thì chúng ta nhân bản ra. Đây, bây giờ ví dụ một quả đặt vào vị trí tương tự như thế, chúng ta sẽ nhân an, chúng ta kéo tiếp cái quả thứ hai xuống.
Và quả thứ hai thì nhấn Ctrl T. Nhấn Ctrl T để làm gì? Nhấn Ctrl T để chúng ta xuất hiện ra cái transform, đưa trỏ chuột vào cái phần góc này và chúng ta quay nó đi một góc để làm sao cho nó xoay theo hình mẫu. Sau đó thì các bạn cũng để ý một chút thì các bạn thấy là cái hai cái quả này thì nó đều có tính chất trong cả. Và chúng ta cũng sẽ nhấn trên bàn phím để chúng ta giảm opacity của nó xuống cho nó giống với lại cái bài mẫu. Như vậy là chúng ta giải quyết thêm được hai quả nữa vào đây. Thế bây giờ thì cái bài này còn những gì nào? Chúng ta quan sát nhé. Ở phần trung tâm như đến đây là ổn thỏa rồi, đúng không? Tôi có cái phần trung tâm này rồi. Bây giờ chúng ta thấy có một cái chữ này, đúng không? Eating for you heard này, you had này, và phần cái sóng lượng này và phần tô màu chuyển. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý dần dần từng cái một. Bây giờ chúng ta lấy cái chữ trước đã. Phần chữ chúng ta sẽ mở thêm ra như sau. Tìm cái phần chữ. Ở đây thì là chữ cho sẵn rồi, không phải là chữ đánh. Do đó thì chúng ta chỉ đơn giản là sử dụng Magic Wand lấy hết tất cả các phần trắng. Sau đó thì chúng ta đảo ngược lại, đúng không? Control Shift Y ngắn đảo ngược lại thì chúng ta sẽ lấy được cái phần chữ màu đỏ. Sau đó thì các bạn lấy công cụ này, các bạn kéo cắt thẳng nó sang bên bên này. Vậy là tôi lấy được cái chữ. Lấy xong thì bây giờ tôi không cần cái chữ nữa. Đó, không cần chữ nữa, chúng ta có thể đóng cái này lại. Tiếp theo nữa, chúng ta lấy cái gì đây ạ? Lấy họa tiết này. Ctrl A. Sau đó thì các bạn cũng kéo thẳng trực tiếp sang đây. Vậy là tôi có một cái hoa văn họa tiết hình sóng lượng. Lấy đến đây rồi, tôi nhấn Ctrl T và tôi kéo tiếp cho nó rộng hết cả cái kích thước chiều ngang của cái bài mẫu này. Đến đây, Enter. Vậy là xác nhận xong. Tôi cũng không cần cái mẫu này nữa. Đóng nốt lại. Thằng này cần không? Không cần nữa. Đến đây nó hết nhiệm vụ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần giữ hai thằng bài mẫu và cái bài mà chúng ta đang làm dở thôi. Bây giờ chúng ta thực hiện thêm mấy việc. Một là sắp xếp lại về mặt vị trí để cho các cái bài này nó cân bằng nhau về mặt vị trí. Thứ hai là tô màu chuyển. Tô màu chuyển vào trong cái nền và tô màu chuyển vào trong cái họa tiết này. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là co kéo nó đã nhé. Chúng ta sẽ mở cái cửa sổ này ra và chọn hết tất cả những cái mà chúng ta cần. Ví dụ cái họa tiết này để lên trên đi, cái chữ này để lên trên đi. Thế còn lại từ đây cho tới dưới cùng này, tất cả những thứ này liên quan tới nhau, chúng ta chọn hết để chúng ta làm sao đây ạ? Co kéo cùng nhau một lượt, đúng không? Hạ nó xuống tương đối giống như là cái bài mẫu. Cái con cá này có vẻ như là cũng chưa đúng đâu. Ta cắt còn chưa đúng thì ta cắt nốt lại nó cho nó chuẩn. Nó sẽ không có cái phần vây nhọn này. Chúng ta cắt lại một chút này. Chọn công cụ hình chữ nhật. Xóa đi. Sau đó thì chúng ta sẽ cân bằng lại cái chữ, đặt vào vị trí. Đến đây, về mặt tổng thể tạm coi như là ổn thỏa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tô màu chuyển. Trước hết là chúng ta tô cho cái nền đã. Thì cái nền này nó sẽ nằm dưới cùng, thì chúng ta sẽ tô vào lớp background. Thế thì để tô chuyển thì chúng ta dùng công cụ gì? Chúng ta dùng công cụ này, Gradient. Chúng ta sẽ trao đổi một chút về công cụ tô chuyển. Công cụ tô chuyển kiểu mặc định thì nó sẽ tô như thế nào? Nó tô bằng hai màu. Một màu sẽ là màu ô tiền cảnh, là cái màu nằm trên này. Một màu là màu ô hậu cảnh, là màu ô nằm dưới. Thao tác này thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chọn cho tôi cái công cụ lấy mẫu màu. Sau đó thì các bạn kích chuột vào đây. Nó sẽ lấy màu để nó đưa vào ô tiền cảnh. Nếu các bạn muốn lấy màu để ô hậu cảnh thì các bạn nhấn thêm phím Alt. Các bạn kích vào cái màu các bạn muốn lấy thì nó sẽ lấy cái màu mẫu tại cái nơi các bạn kích chuột vào trong ô hậu cảnh.
Như vậy là chúng ta sẽ có được hai màu thiết lập giống như là cái bài mẫu. Sau khi có xong màu rồi thì chúng ta sẽ nhấp chọn vào công cụ. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái kiểu đầu tiên là kiểu tô thẳng, và sau đó thì các bạn chỉ việc là giữ shift, các bạn kéo cho tôi một đường như thế này thôi là nó sẽ tô theo đường thẳng từ dưới lên trên này với hai cái màu mà chúng ta đã thiết lập. Đến đây thì chúng ta xong được một việc là tô cái màu cho nền. Thế còn phần họa tiết, các bạn nhìn ở đây các bạn cũng sẽ thấy là nó thực ra nó là tô chuyển bởi hai cái màu tím khác nhau. Bây giờ tôi sẽ phải chọn cái layer chứa cái họa tiết đã. Về mặt nguyên tắc, cái đoạn tô này nó ngắn, nó nhỏ, cho nên là chúng ta sẽ phải làm một trong hai phương pháp. Một là chúng ta tạo vùng chọn để cho nó tô trong phạm vi này thôi. Hai là chúng ta khóa cái vùng transparency lại để cho nó không được phép tô ở vùng trong, thì nó cũng sẽ chỉ tô vào trong khu vực này thôi. Thế thì chúng ta sẽ thực hiện, một là giữ Ctrl click vào đây để tải vùng chọn lên. Đó, phần này chúng ta đã nói hôm trước rồi. Hai là các bạn bấm vào layer này và các bạn khóa giúp tôi cái phần transparency lại thì nó cũng sẽ không cho phép chúng ta tô ra phần phía ngoài nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ đo màu. Sử dụng công cụ đo, kích vào đây, vậy là tôi lấy được màu tím sẫm. Đó. Sau đó thì nhấn Alt kích vào đây để lấy màu tím sáng. Hai màu có rồi, tôi cũng sẽ lại quay trở lại công cụ tô và tôi tô vào đây. Tô một đường. Ok, màu vào rồi. Nhưng có gì không giống bài mẫu nhỉ? À, màu thì vào được nhưng mất cái họa tiết rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta lại phải giới thiệu một chút nữa. Tô màu chuyển như thế thì đúng rồi, nhưng muốn giữ được cái họa tiết thì chúng ta phải chuyển cái chế độ tô đi. Ở đây thì các bạn nhìn thấy cái sự hỗ trợ của nó ở trên Tiny Option. Chúng ta có một cái phần mode này, hay chúng ta gọi là phần blending mode. Cái này là một thứ mà rất là đặc biệt ở trong các cái chương trình thiết kế, tức là chế độ hòa trộn. Khi mà chúng ta làm một thao tác với một cái công cụ hoặc với một cái màu nào đó, bình thường thì chúng ta sẽ được mặc định để ở chế độ normal. Nó cũng giống như là một layer được để mặc định ở chế độ là trong đục 100% ấy. Đấy, nhưng mà nếu mà tôi tô mà lại tôi lại để ở chế độ blending mode khác, chế độ hòa trộn khác, thì nó sẽ cho tôi những cái kết quả hoàn toàn khác, tùy thuộc vào cái việc là ở dưới nó là màu gì, sáng hay tối, nó sẽ có những cái kết quả khác biệt. Và đây là một cái thứ tương đối thú vị và giúp chúng ta có thể tạo ra được những cái kết quả mà nó đôi lúc là nó mang tính ngẫu nhiên đấy, không ngờ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Đổi cái chế độ này đi. Thay vì là để chế độ normal, tức là tô đặc và sẽ làm mất cái họa tiết ở bên dưới, thì chúng ta sẽ để ở chế độ multiply. Ở chế độ này thì màu nó vẫn nhìn thấy, nhưng đồng thời nó sẽ vẫn giữ được cho chúng ta những cái hoa văn họa tiết vốn có. Chuyển sang chế độ multiply, giữ shift, tô lại một lượt nữa vào đây. Các bạn sẽ thấy là màu được đưa vào, nhưng cái tính chất màu này thì nó có cái độ trong, vẫn có màu và không bị dập xóa đi họa tiết vốn có. Đến đây thì chúng ta sẽ đưa cái bài về kích thước chuẩn và chúng ta quan sát thử cái kết quả của cái bài bên trái là bài mẫu và cái bài mà chúng ta vừa mới làm. Thì như vậy là chúng ta cũng đã thực hiện lại được cái bài này. Như thế là chúng ta nhắc lại xem nào, chúng ta có những cái kiến thức gì mới ở trong cái bài này so với những thứ trước đó mà chúng ta đã trao đổi nhỉ? Một là cách tô màu pattern này, cách tạo mẫu pattern này. Hai là làm quen với công cụ lấy mẫu màu. Ba là làm quen với công cụ tô chuyển. Thế thôi. Và bốn là tô cái đường viền, tô stroke. Đấy, phần mới ở trong bài này nó chỉ có thế thôi, không quá nhiều. Còn lại là các kỹ năng là tạo vùng chọn, lấy một cách chính xác các đối tượng như thế nào.
Thế bây giờ thì các bạn có thể là lấy thử cái bài mẫu, các bạn là thực hành luôn nhanh ngay tại chỗ, vướng đâu tôi sẽ trao đổi trực tiếp, hỗ trợ trực tiếp ngay tại đây.